Kiều Trinh xíu xác nhận chuyện tình cảm với thiếu gia Hà Thành được cho là bạn trai của Chi Pu và tình cũ Quỳnh Anh Xin. Thời gian vừa qua, tin đồn Chi Pu có bạn trai mới là thiếu gia Hà Thành, người được đồn đoán là tình cũ của Quỳnh Anh, Xin đang là đề tài thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ. Về danh tính của nhân vật bí ẩn này, một nguồn tin thân cận cho hay anh chàng là thiếu gia ở Hà Nội, kém Chi Pu 2 tuổi. Nguồn tin cũng cho biết người mới cũng từng có liên quan đến một người bạn của Chi, cũng bởi vậy mà cả hai vẫn ngần ngại chưa công khai giữa lúc dân tình đang bàn tán xôn xao mới đây mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thêm tin đồn anh từng có mối quan hệ tình cảm với kiều trinh xíu sau đó đã quay lưng và tán đổ quỳnh anh xin mạng xã hội đang lan truyền tin đồn anh chàng tình cũ của quỳnh anh xin và là bạn trai tin đồn của chi pu đã từng có mối quan hệ tình cảm với kiều trinh xíu ngay lập tức chúng tôi đã liên hệ với kiều trinh xíu và cô nàng cho biết chuyện trước tôi với anh ấy quen nhau thì thật ra cũng từ lâu lắm rồi khi ấy chỉ có bạn bè thân với gia đình biết thôi đến sau này vì giữa chúng tôi có xuất hiện nhiều sự khác biệt về tính cách nên cả hai quyết định dừng lại nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và hỗ trợ nhau trong cuộc sống với tôi thì câu chuyện chỉ rất đơn giản vậy thôi bên cạnh đó bạn bè thân của tôi rất nhiều là người hà nội nên nếu họ đọc được mấy tin này chắc sẽ cười vui thôi còn ở hiện tại tôi muốn dành thời gian để phát triển công việc và bản thân nên cũng không để ý nhiều đến những thông tin trôi nổi trên mạng như vậy, đây cũng chính là lần đầu tiên Kiều Trinh Xíu chính thức xác nhận mối quan hệ với thiếu gia này. Cô đính chính rằng cả hai đã chia tay vì những bất đồng trong quan điểm, chứ không như tin đồn đang được lan truyền trên mạng xã hội. Hiện thông tin này đang thu hút đông đảo sự chú ý từ công chúng. Đây là lần đầu tiên Kiều Trinh Xíu xác nhận mối quan hệ tình cảm. Trước đó, Kiều Trinh Xíu cũng nhiều lần đăng tải ảnh thân mật cùng bạn trai lên mạng xã hội, nhưng hoàn toàn giấu tiệt danh tính. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô mạnh dạn tiết lộ thêm thông tin về người cũ đến, với khán giả, trong khi đó, bạn trai tin đồn của Chi Pu cũng được cho là từng có mối quan hệ với Quỳnh Anh Xin. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.